kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em còn là liên mục An Bình xin được chào đón quý vị đến với chương trình mối men giữa đời. À, kính thưa quý vị hôm nay thì uh, trong phòng thu của chúng con rất là vui, uh, chúng con bắt cóc được cha Phạm Quang Hồng trước khi uh, cha trở về úc. thì uh, lời đầu tiên con xin chào cha và xin cha có lời chào đến tất cả quý khán thính giả. Yeah, yeah. Xin chào cha An Bình lần thứ nhì được hội ngộ ở trong phòng thầu hình này và kính chào quý khán thính giả của tin vui An Bình vâng <laughs> con chào cha cha ơi bây giờ là cha đã khỏe chưa hôm nay là con biết là cha đi qua 4 năm tiểu bang để giảng tính tâm thì cha bay có, có mệt không cha dạ có lẽ cái máy bay nó mệt thôi chứ còn mình ngồi trong đó giải trí thôi cha nói thật vậy? Dạ. tuyệt vời quá mấy người có youtube là tặng cho cha là cái biệt hiệu tôn ngộ không đó cha nghĩ sao chắc phải đổi lại mình là tôn ngộ có <laughs> không thì không có sức khỏe không không đi được không có thời giờ cũng không đi được cũng không có chất liệu gì để chia sẻ thì tôn ngộ không là không xong à, rồi vậy đó, là cha tôn là tôn ngộ, ngộ có dạ, dạ, vâng. em của tôn ngộ không dạ vâng ok vậy thì con có thể nói là ta là tôn ngộ khó Dạ đúng có chứ phải là khó có đó. Dạ, tôn ngộ <laughs> có không đi với có dạ vâng Th <laughs> Uh, thưa cha thì uh, qua cái lần này qua hoa kỳ cha giảng tính tâm uh, cha có điều gì vui chia sẻ với mọi người không thưa cha Dạ cái niềm vui là thấy anh chị em tín hữu đó hình như cũng có một cái nỗi khát khao giống như đức thánh cha phanxicô nói là khát khao lời chúa cái đó là đúng kinh khủng lắm và dạ. chỉ sợ rằng những cái loa phát lời Chúa đó nó bị móp nó bị méo rồi cái lời nó không trọn vẹn thôi con sợ vậy đó dạ cho nên cứ cầu xin cho cái loa mình nó đừng có rè <laughs> con cảm ơn cha rất là nhiều và các anh chị các ông bà ở trong cộng đoàn của con rất là vui có sự hiện diện của cha và mời cha trở lại trong mùa vọng năm nay chẳng ít sao dạ mùa vọng thì tới đây con không có đem cuốn sổ theo cho nên không biết làm sao vâng. nhưng trở về rồi sẽ liên hệ với cha cho biết vâng. với một điều kiện đi đâu cũng nói là nếu còn sống <laughs> vậy vâng vậy thì uh, chúng ta phải cầu nguyện cho ừ. cha để cha có nhiều sức khỏe thưa cha mọi người khi mà nhìn cha lần này ấy, thì à, nói là cha hơi bị gầy hơi bị à, à, ốm một chút xíu thì không biết là cha tại cha ăn chay hay là cha đi nhiều quá hay là cha suy nghĩ nhiều quá mà cha bị bị bị, bị gầy một chút xíu thưa cha cũng không biết lý do gì nhưng mà đúng thật sự ở bên tây úc ăn một ngày một bữa rồi nha. là bữa tối thôi cũng theo cái cái nếp từ hồi đi tù về và hình như bên các sư của nhà phật cũng ăn có ngàn bữa đó, oh. cho nên rồi nó quen ấy chứ yeah. nhưng mà mấy bữa khác ai mời thì cũng ăn yeah. như hôm nay nghe nói có thức ăn có mùi nhang là tức là ăn đồ chùa của cha đãi đó là đi liền thôi dạ yeah, vâng con cảm ơn cha rất là nhiều uh, vâng thưa cha thì uh, mình trở lại cái uh, cuộc phỏng vấn lần trước thì con có hỏi cha về đời sống thơ ấu của cha. Ừ. Hôm nay cha có thể um, chia sẻ về uh, ông bà cố như thế nào rồi cha có đông anh em không thưa cha? Dạ. Nếu tính mà sống đủ hết thì năm anh em trai. Oh. Nhưng mà một người tử trận rồi này, một người cũng mới chết. Còn hai chị em gái, thật ra ba chị em gái ừ. nhưng mà một đứa em kế mình qua đời lúc còn bé. Dạ cho nên nhà cũng đông người hồi đó thì giống như cha biết tất cả các bà đều nội trợ thôi một mình uh, gọi trong miền nam gọi là ba của con đó. ông ấy đi làm hải quân nhưng không phải bên quân sự bên cái xưởng rèn đúc của hãng ba son đó chứ là hãng hải quân công xưởng cái chữ ba son sau này con mới tìm ra không phải là ở đó nó đúc ba cái son mà nó viết tắt của tiếng Pháp là Base de Construction navale, căn cứ kiến tạo tàu biển, nó đóng tàu. Ông ấy làm đó từ thời ông Ngô Đức Thắng đó, yeah. ra, rồi cho tới ngày 30 tháng 4 75 họ vẫn còn giữ lại để huấn luyện cho kỹ sư của họ đúc nòng súng. Chỉ có vậy thôi, súng đại bác trên tàu. Ấy. Rồi nghỉ hưu, cho nên có một đầu lương nhưng đủ nuôi cả nhà, à, không, dạ. không có giàu nhưng mà đến đâu cũng sống được. Ừ. Còn mẹ con thì suốt đời ở trong nhà làm nội trợ ừ. đó vậy. Cha còn nhớ là bà cố nấu món ăn gì ngon nhất không? Dạ chắc là canh hẹ đó, canh hẹ với cái con hến con gì đó, <laughs> dạ, dạ. Dạ. khó quên đó, dạ. Dạ. cái mùi của nó ừ. là chắc đặc sản đó. Ừ. Mấy kia thì cũng giống mấy người khác. Nhưng mà nhớ món canh hẹ Vâng wow, wow. wow. Thì con cảm ơn cha Cha có thể chia sẻ về anh em của cha Có ai đi theo bước của cha Không đi tu không thưa cha dạ. Người em kế của con là Được đi gửi sang Hoa Kỳ Học về không quân Rồi 30 tháng 4 75 thất đắc chí Uống rượu nhiều lắm Báo công an Đã từng đăng <laughs> là nó quấy rối ở Gò Vấp. À, wow. Rồi sau một thời gian, có lẽ không biết chán trường sao, từ sai rượu đến sai chúa, à, vác à. sát vô gặp bề trên giám tỉnh dòng La Sang, wow. xin đi tu cho. Con là... không ngờ. Yeah. Vậy là tu một dòng luôn hai yeah, năm, cùng wow. một dòng. Con không ngờ, hoàn toàn không ngờ. Con nói, bộ ông vô đây ông quậy nữa hả? <laughs> Thế nó cười thôi. Thấy tội nghiệp lúc đó. Nó đã đổi đời rồi, nó hiền lành, ừ. nó cười thôi, tôi nói được thôi. Rồi giờ vô đây, nếu chưa tu thì cũng giúp mấy thầy già, ừ. bổ củi, hay chăm sóc mấy thầy già. Ừ. Không ngờ anh nhập tập viện, khấn đàng hoàng, được gửi sang làm truyền giáo ở Nam Vang, Campuchia đó chứ. Dạ, vâng. Rồi mới qua đời đây là vị bệnh, dạ. oh, vâng. à, tuổi xăm mấy cũng được rồi. À, con không biết là tôn ngộ không này và tôn ngộ có kia hay là tôn ngộ có này tôn ngộ không kia không biết là ngộ không nào nghịch hơn này, thưa cha <laughs> mà có khi nào mà trong nhà dòng mà có một cái kỷ, kỷ niệm nào mà cha nhớ là các anh em mà phá với nhau mà bề trên mà phạt cho một cái gì đó không thưa cha? dạ có đó có phạt đó dạ. phạt rồi họ lại phản ứng lại phạt Đúng. lại bề trên đấy <laughs> Dạ có thể kể cho mọi người chút xíu Con sẵn yeah, sàng kể Năm đó con học học viện Đà Lạt Đi học viện Đại học Đà Lạt Thì cái học viện nó sát cái tòa tỉnh Gọi là số 6 đường Trần Hưng Đạo Số 8 đường Trần Hưng Đạo là cái dinh tỉnh trưởng Ở kế bên đó anh em khoảng ba bốn chục anh em đi học đại học Sáng trời lạnh đó cha Thức dậy trễ Thì ông thầy phó bề trên đó, Ông ấy càm ràm dữ lắm Ông ấy nói thanh niên tôi già rồi mà tôi vẫn còn xuống nhà nguyện trước các anh thế oh. là thế rồi một hôm thì không thấy ông thầy phó đó đâu bởi vì tới giờ ăn điểm tâm luôn ông cũng chưa xuống khỏi phòng mà khi ông xuống thì cái áo dòng của ông chỉ te tua cha biết tại sao tại vì tụi con chui vô mỗi ông có hai cái áo dòng đem xuống cái bàn máy mai mai ngang mai dọc mai ngang mai dọc mai hết hai cái treo lên tới giờ ông chui vô không lọ ông lấy ly lam ông ngồi ông tháo ông tháo tới ăn sáng xong ông xuống ông đi rồi ông nói tôi biết được cái anh thầy nào oh, wow. là biết tay tôi mà tới giờ này ông chết rồi ông cũng không biết nha. Okay. con không có mai con không biết mai okay. nhưng con là người ăn cắp cái áo ra rồi ơi ok <laughs> hôm nay là hôm nay là bí mật bị bạch mỹ yeah, rồi dạ vâng. yeah. nhiều người biết yeah. Ừ. À, khi mà nói về tuổi thơ như vậy thì con cha con thấy con cảm thấy là cha có một đời sống tận hiến rất là vui vẻ à, hôm nay thì uh, thưa cha cho quý quý khán thính giả được biết là cái khoảng thời gian nào trong cái đời cha ừ. từ uh, lúc nhỏ đến bây giờ ừ. cái khoảng thời gian nào là hạnh phúc nhất và ừ. cái khoảng thời gian nào là cha cảm thấy bị uh, khổ một chút xíu thưa cha dạ. đúng cho nó có sẵn trong đầu rồi hạnh phúc nhất là hai năm làm tập viện sống rất là vô tư không lo lắng gì hết chỉ lo sửa lại cái động cơ nào mà mình đi tù cái motivation nhà dòng cũng có chương trình đó rất là hay rồi khuyên mỗi người viết tiếng pháp gọi là plan de vie cái kế hoạch để mình sống từ đó trở đi đó là hai năm đó hoàn toàn sống như trong vườn địa đàng rồi có, có, cái giai có, đoạn thứ có, hai có có tránh nào mà tới phá cha không và dạ, hậu giai đoạn đó không có phá oh. chỉ có phá sơ sơ là những cái luật nghiêm quá thì bị phá. Chào oh. thấy ví dụ mỗi tháng anh em luân phiên nhau người thì thắp nến người thì rung chuông người thì đóng cửa người đọc sách y như các chức của trong đại chúng viện vậy thì cái anh rung chuông đó anh cũng nghịch lắm anh làm tàn lắm anh ăn hiếp tụi con anh nói tụi bay phải theo chuông của tao cho đúng giờ bữa đó anh ra sáng anh tới giờ là anh rung chuông tụi con tháo cái giái chuông ra rồi ông rung non kêu <laughs> mà cao quá ông không có cây ông lấy đá ông ném oh. <laughs> ông đang ném lâu lâu nghe cái keng nó trúng ông về trên ra hỏi kesco vô à. anh làm cái gì vậy là lôi ông đó phạt sao điều tra ra cái người mà leo lên tháo cái dây chuông là con vậy hôm nay là chúng ta biết là cha của chúng ta rất là hiền nữa quý vị không có làm hại ai hết rồi cái giai đoạn thứ nhì mà cha nói giai đoạn 2 năm nhà tập giai đoạn thứ nhì nó kéo dài 10 năm ở trong tù lúc đó mới ý thức những điều mà con có nói ở trong cái, ừ. cái video đó ừ. thứ nhất là cái tự do thứ hai là mình mới tin rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên tất ừ. nhiên là có chúa quan phòng ừ. mà đặc biệt trong thời gian đó mình đặt lại vấn đề cái ơn gọi là cái gì ừ. Ừ. chúa gọi mấy lần ừ. chúa có gọi một lần duy nhất không hay là chúa gọi liên tiếp một chuỗi những tiếng gọi ừ. qua từng những biến cố Mỗi lần trong phòng có biến cố Họ thay đổi những người nằm bên cạnh mình Mình lại phải thích nghi Họ sợ mình trốn đó. Là mỗi lần phải nhớ lại Lại một ơn gọi mới Phải tìm cách sống gương mẫu cho anh chàng Mà mình chưa hề quen Trong 10 năm rồi lần lần nó quen Nó trở thành một cái thói quen tốt Là mình ý thức được Mỗi biến cố Đều Chúa gọi cha. Cho nên Con không tin là Chúa gọi một lần mà con tin là một cái series of God's call, à, một yeah, cái chuỗi Chúa gọi. Mỗi cái thời gian Chúa... là sẽ Chúa gọi mình một cái cách khác yeah, nhau. Yeah. Nếu mình trung thành mình đáp. Như vậy con thấy cũng được. Nhưng đồng thời thì ở tù chung với như con nói với cha đi, tiếng lộc đó là nó vui lắm cho nên từ đó, <laughs> đó phải nói cái châm ngôn của tiếng lộc là gieo vui bất kỳ nơi nào được Chúa cho rớt hạt vào. tuyệt à, vời Cười thật con cũng bắt trước thôi không bằng một góc của ông nhưng mà cũng được tạm tạm bây giờ là cha đang chia sẻ về cái ơn gọi thì uh, cho con hỏi là bây giờ có nhiều bạn trẻ muốn đi tu nhưng mà không biết là mình có ơn gọi hay không thì uh, qua cái kinh nghiệm của cha như vậy thì cha có thể cho một lời khuyên như thế nào thưa cha dạ. con thấy cảm thấy thứ nhất là có một cái khuynh hướng thích đã khuynh hướng rất tự nhiên không cần phải siêu nhiên vấn đề siêu nhiên sẽ được nhà dòng và các cha linh hướng uống nắng cái motivation lại. Nhưng có khuynh hướng tự nhiên muốn đã. Đừng ngại, đừng sợ mình không có khả năng chỉ mình có thích hay không cái đã. Sau đó, nếu mình đã muốn thử mình có thật sự cảm thấy hạnh phúc không trong cái đời mà mình sẽ chọn. Giống như nếu mình chọn đời hôn nhân mình có thấy hạnh phúc không? Thật sự. Thành ra đối với đời tu, mình không hề thấy Chúa hiện ra để gọi. Ừ. Nhưng qua những người mình tiếp xúc, qua vị linh hướng chẳng hạn, qua cái linh đạo của nhà dòng, ừ. có thể mình khám phá ra. Ừ. Và mình mới tin rằng Chúa gọi mình từng giai đoạn. Nhưng ít nhất cái nền tảng mình có thích không đó. Ừ. Con nói cái chữ khuynh hướng tự nhiên đó. Ừ. Từ đó mới Chúa mới gieo được cái khác lên. Ừ. Con nghĩ vậy thôi. Có những em nó đi vào tu Đức Tổng Bình chứ ai Ngài nói rõ ràng với tụi con năm 80 tuổi Ngài nói cha đi tu là vì cha ham đá banh mà ở trong chủng diện có đá banh đó mà cha biết đức tổng bình quậy cho tới lúc gần chết á Tụi con vào thăm thì ngài xỉu cái ngài mở mắt ra ngài hỏi con thì con đứng gần đó phải ông bác sĩ ra chưa Tôi nói, ủa vậy đức cha không có xỉu à Xỉu gì? <laughs> Hôm qua tôi cá độ đội đức thắng. Okay. Bóng đá thế giới đó. Yeah. Thức coi. Yeah. Tôi cá độ mà tôi thua ông bác sĩ. Bây giờ ông vô là tôi xỉu. Oh. Ông khỏi có đòi một két bia. Thấy không? Cũng vậy. Cho nên lúc ngài nói, cha đâu có hiểu ơn gọi là gì. Tiếng chúa gọi nó cao siêu quá. Nhưng đi vô đó đã đá banh đã. Ừ. Đó cũng vậy ừ. hay đó chứ? Thích một Thích là cái, đầu dạ, đó. cái thích đã có thấy có cái khuynh hướng thích đặc biệt là thích sống chung hay thích giúp người khác nó rõ nét hơn nó già con nghĩ vậy đó và nhất là nếu mình đã đi rồi mình chọn rồi ừ. mà mình buồn rầu thì ai tin <laughs> à, như là cha chia sẻ như vậy thì con cũng hỏi tiếp một câu kế tiếp luôn à, nhìn cha vui như vậy thì không biết là cái đời sống cầu nguyện của cha như thế nào thưa cha Dạ. Cha nói chuyện với Chúa chắc cha cười không phải không? Hay là Chúa cười với cha? <cười> con không biết Chúa có cười không, nhưng mà rõ ràng con quan niệm từ cái lúc ở tù là cái lúc bắt đầu ý thức hơi thở là cần. Hãy nhớ là thở rất sâu liền nha. Có thể mình quên khi đi đứng, nhưng khi có một giây phút nào yên, hít thật sâu. Và khi hít như vậy, thấy cái luồng dưỡng khí nó vào thì luôn luôn nói đó là tình yêu Chúa vào. Và cảm ơn Chúa còn thở được là còn cầu nguyện. Chúa vào trong mình thì Chúa biết hết rồi. Chúa ở cùng mình không cần xin gì hết. <laughs> Chúa biết hết. Tuyệt vời quá. Con biết cha đi giảng uh, tính tâm như vậy thì uh, cha nghiên cứu về phúc âm rất là nhiều và đọc phúc âm rất là nhiều. Có một cái câu chuyện nào trong Kinh Thánh mà cha rất là tâm đắc thưa cha? Dạ yeah, Chắc không không phải tâm đắc đâu mà là nói cái giới trẻ nó cười đó cha. Yeah, yeah, yeah. Mà không phải do con, do một tín hữu nữ mà thuộc cái miền phát âm ở Bắc đó. Yeah. Chắc cha biết câu chuyện là cái cụ bác, cái bác già, bác nữ đó đọc phúc âm trong cái nhóm Legio trẻ đọc xong là mấy anh chị trẻ thích lắm nói chúa lãng mạn và tình tứ lắm con mới nói sao kỳ vậy đọc ở đâu không biết nhưng bác đó vừa mới đọc hồi nãy là thế là chúa bỏ nàng này đi sang nàng khác đó chúa nhiều bồ lắm đó là nói chuyện vui thôi nhưng thật ra cái đoạn tin mừng mà con vẫn khắc vô trong trái tim là cái chương 15 của Luca mà con vừa mới trình bày. Ở bên Orange County này đấy Khá nhiều Chương 15 nói về Đứa con hoang đàn hay người cha nhân hậu Hay thằng anh ngoan cố ừ. Ba cái tên đó Tên nào cũng thấy có mình dính trong đó yeah. <laughs> Mình dính vô tình thương vô biên Của một người cha Mà mình đôi khi là đứa con té ngã Hay là không té ngã Thì mình tự hào để kết án người khác Tôi thấy nó, Cái đó là con, tôi đồng ý với Ông Charles Piggy đó văn hào của pháp đốt hết nếu mà vô thần ừ. đốt hết sẽ giữ lại chương 15 của Luca đủ rồi <laughs> và còn cảm ơn cha thì uh, mọi người rất là yêu mến cha khi mà cha giảng tin tâm như vậy thì đưa những câu chuyện hài vào uh, và những cái câu chuyện mặn của cha đó chẳng nói là câu chuyện mặn đó thì uh, có thấy là đa số mọi người rất là thích tại vì nó cảm thấy là rất là đời thường và người ta relate uh, với những câu chuyện đó nhưng mà cũng có một số khán giả hơi khó tính một chút xíu, ừ. à, nói là cha kể những câu chuyện này hơi mặn quá ở trong nhà thờ <laughs> thì cha có một cái lời gì để uh, có thể là ừ. giải thích hoặc là dạ. nói thêm về cái câu chuyện này thưa cha? Dạ không đúng, họ nói đúng, con đã nghe rồi dạ. và cha thấy như um mùa chay vừa rồi đâu có chuyện mặn nữa mình phải sửa mình chuyện mặn kể ở nhà hàng đồ chỗ tập họp bên ngoài cho vui chứ nhất định trong nhà thờ không dám kể chuyện mặn mình phải cảm ơn mấy người nhắc đó chứ không sao mình có khuyết điểm thì nhắc tại vì hứng lên cái nói trời ơi đâu có tốt kịp nhất ngôn ký xuất mà tứ mã nan truy cho thế không đó Hồi xưa con cũng hiểu lầm câu đó Cứ nói là một lời nói ra Bốn con ngựa đuổi không kịp Không phải Nó hiểu nghĩa khác Chiếc xe tứ mã của ông vua Là chiếc xe chạy nhanh nhất Đuổi cũng không kịp Mà đúng Nói ra rồi đâu lấy lại được Thì giờ từ rầy về sau Xin chừa thôi oh, wow. <laughs> Chà rất là có duyên ông thưa quý ông bà và anh chị em à, Thưa cha khi mà nhìn về quãng đời Từ lúc đi tu đến bây giờ cái điều gì mà cha cảm thấy là cha chân quý nhất ừ. trong cái đời tu sĩ cũng như là Linh Mục ừ. hoặc là những cái điều gì mà cha cảm thấy là cha chưa làm được hay là chưa làm tới thưa cha? Lúc trong dòng La Sang, sau giai đoạn đi tù về, con đã có nghĩ tới thiên chức làm Linh Mục mà lúc đó thì chưa thực hiện được. Rồi qua những dung đuổi của cuộc sống, sự giới thiệu của các đấng bề trên, con thực hiện được rồi. Cho nên về ước mơ, con không ước mơ gì hết. Thậm chí có người hỏi, hỏi chơi thôi, chừng nào cha lên được Đức đức họ, đức Giáo Hoàng chọn làm giám mục. Con nói rồi đó, con nói tôi không có làm giám mục đâu. Chôn ba ngày là giám mục hết rồi. Nhưng tôi làm giáo tông thôi. Đó cha biết không? Giáo tông ngày xưa là giáo hoàng đó chứ. Nhưng mà giáo tông là giống tao. Con giống con thôi. Họ hiểu ra chữ giáo tông thì họ cười yeah, vâng. Nhưng mà con thấy vui nhất Là con là con mm, Mình là mình yes. I am who I am yeah. oh, Tuyệt vời quá <laughs> Tại vì mình sống được với chính con người của mình yeah. đó, chứ. Chúa yeah, ban vâng. cho mình độc tôn duy nhất mm. yeah, Tại vì right. như là cha chia sẻ Tất cả mọi người Chúng ta thì không ai giống ai cả Từ khuôn mặt Cái mắt, cái mũi Là mỗi người chúa cho một cái DNA Là yeah. hoàn toàn là khác nhau Vâng tại vì mình khi mà mình uh, tự là embrace mình uh, yêu mến cái, chính cái con người của mình thì uh, từ dạ đó, đó thì chúa mới tác động Đúng có rồi. cái điều gì mà cha cảm thấy là cha chưa làm được hay là cha muốn làm trong tương lai không thưa cha có thể chưa làm được là thấy thấy thôi ước mơ anh chị em tín hữu ý thức hơn thôi bởi vì ngay cả bên xứ của con đi lễ vẫn trễ nó tội nghiệp vậy đó. Yeah. Mặc dù không ai là người Việt Nam có tật xấu đi trễ. Yeah. Bằng chứng là vượt biên không ai trễ đó. <laughs> Hôm nay là quý vị, nhất là cộng đoàn của con nhé. Phải nhớ là tất cả các cộng đoàn ở đây, chúng con có một câu là không ăn đậu không phải là không mẹ, mẹ, không đi trễ không phải Việt Nam. Hôm không nay hả? con cảm ơn cha yeah. đã, đã chia sẻ cái điều này. Dạ vâng. Yeah. Tại sao vậy cha? Tại sao là cái đi trễ này nó có cản trở gì trong đời sống đức tin của chúng ta là người công giáo không thưa cha? Dạ, nó cản trở mình trước. Nhân sự đi trễ là vì chưa có trân quý, chưa có ý thức, chưa thấy cần. Chứ họ không trễ đâu cha. Thậm chí là có chuyện cười đó cha. Là sáng mùng một Tết, ông chồng ra xe ngồi đợi rồi, mà vợ ở trong còn trà son, trà nồi vậy đó ra cái hơi quê quê mới nói với ông chồng ừ. mùng một tết mà không cạo râu ông nói dạ thưa bà ừ. em cạo rồi mà em đợi bà nó đâm ra tới đó <cười> <cười> có nghĩa là do mình thôi yeah. cho nên bên con lúc về cộng đoàn con nói liền hai điều ừ. xin quý vị giúp tôi giúp cha quản nhiệm nữa là cha nhạc sĩ mộng quỳnh yeah. hai điều một xả rác biết ngượng tay dù không ai thấy hai cứ đến trễ là xin lỗi không đổ thừa mà cũng con yeah. uh, nhân tiện mà cha kể câu chuyện đó thì uh, khi mà con ở trong chủng viện đó thì cũng có một uh, thầy một cha dạy học và có một chủng sinh thì luôn luôn đi trễ rồi ông ngày một ngày kia thầy ông bực quá ông thấy cái anh đó đi vô cái cha mới nói là I hope that you are not late for your own funeral <laughs> hay hơn á, <đó. cười> đâu thể lấy được. <laughs> vâng. vâng, thì uh, vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều và uh, hy vọng hôm nay, kính thưa quý vị, hôm nay là trước khi cha về trở lại bên úc thì uh, con có bắt cóc cha lên đây. Thứ nhất là cảm ơn cha đã đến cộng đoàn của con để giảng và mọi người rất là vui và hy vọng rằng là chúng con sẽ mời được cha vào mùa vọng năm nay ừ. và kính chúc cha có nhiều sức khỏe và ừ. cái uh, uh, lối thuyết dạng hài hước của cha thì luôn luôn ở với cha tại vì đó ừ. là cái điểm son của cha cảm uh, ơn. dạ vâng ừ. trước khi chia tay thì uh, cha có lời gì uh, gửi đến tất cả quý ừ. khán thính giả đang xem chúng ta ngày dạ. hôm nay dạ vâng riêng trong cộng đoàn Chúa Kitô là đấng cứu chuộc dạ. con xin lời lời cảm ơn nhớ hết từng người mặc dù không thể nào nhớ tên dạ. nhưng nhớ nhất là cái anh mà quân phục mà anh nói anh quyết định đi theo Chúa yeah. nếu có dịp hai anh có nghe cái video này xin anh anh hãy nhớ anh ở trong trái tim tôi wow yeah. hôm ngày hôm thứ năm anh có trở lại oh. và anh có chia sẻ và anh nói là cha, anh rất là yêu cha <laughs> yêu cha yêu cái cái sự hài hước của cha và cha cũng là một cái nguyên nhân để anh trở lại đạo và hôm đó thì anh cũng làm nhân chứng ở trong cái buổi thánh nhạc của con và anh bây giờ là đang là chuẩn bị học để trở lại đạo Thì Cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng. Cảm ơn cha. Kính chào quý khán thính giả của tin vui an bình. Vâng một lần nữa xin được cả cảm ơn tất cả quý bà và anh chị em đã nghe câu chuyện rất là ngắn của hai cha con chúng con ngày hôm nay và xin được kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em có một tuần thánh và tam nhật thánh được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless See you next time. <laughs>